Em xin chào cả nhà yêu lan như mình ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em lên cho chúng ta một số mặt hàng nha cả nhà. Hôm nay thì hàng thân thủ trong vườn thì có một bông, một cây nó nở ở đây cả nhà. Đấy, đây là những cái bông hoa mà nó nở muộn. Chứ hàng thân thủ này là thường hoa nở từ 2 tháng trước á. Lúc đó thì em cũng đã có chia sẻ cho cả nhà mình rất là nhiều rồi. Thì đây là cái khuôn hoa của cây nó cũng khá là được. Đấy, mà được cái giống cây này là nó khỏe. Cây này bữa trước là cái chồi gốc nó không có lên, nhưng mà bây giờ nó đã tuôn lên rất là mạnh rồi cả nhà. Đấy, hồi trước là tưởng chồi gốc nó không lên này. Cái chồi gốc này là chồi gốc của cái thân già năm ngoái cả nhà, chứ không phải là thân tơ năm nay. Thân tơ năm nay thì cái chồi gốc nó bị hình như bị sao á, bị trột mắt, nó không lên được. Thì bây giờ em mới kiểm tra lại là em thấy, thì mọi người thấy là thân này là một cái loại thân nụ đốt ngắn rất là mạnh, mặc dù là chồi gốc của thân già năm ngoái nhưng mà nó lên rất là lực. Thì có gì về các anh chị xé cái thân này ra, thì bên đây chúng ta được một cái dề, còn trên đây chúng ta được một dàn cây nha. Đấy, còn cái mặt hoa thì mặt hoa như hình luôn, hoa rất là to, mọi người nhìn này, hoa nó rất là to nha cả nhà. Đấy, hương thì nó thơm sơ sơ thôi. Cái lưỡi thì nó chưa có gọi là cân đối hài hòa cho lắm, nó hơi bị méo một tí thôi, nhưng mà môi nó nhọn cũng khá là đẹp như thế này. Đấy, thì đây là cái lô 19 là hoa ở đầu video, thì em quay trước cái lô 19 thì giá là 400.000 nha cả nhà. Đấy, em để ở bên phía này, nắng nó chiếu vào thì em quay hoa cho nó đẹp, em quay trước, chứ không tí là đến tầm giờ trưa là thành ra là nắng chiếu trên đầu xuống, thành ra quay cái bông hoa làm cho nó không có được rõ cái hình ảnh. Rồi bây giờ em sẽ qua bên phía bên này, em bán một số cái dòng giả hạt. Thì ở đây em có những cái chậu tre tím yên lập nha cả nhà. Đấy, đối với những cái dòng này thì em cũng không biết là cái giá thì thị trường nó bao nhiêu đâu. Hồi xưa thì mua vào nó cũng khá là cao. Đấy, mua cũng chủ yếu là sưu tầm thôi. Thì xong rồi nhân giống ra được nhiều. Thì ở đây em có rất là nhiều, được là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chậu như thế này nha cả nhà. 6 chậu. Đấy, thì có mầm là 180, đến lại những cái chậu đến 500.000 cho những cái chậu lớn, nhiều mầm. Thì em sẽ quay, em sẽ báo giá các anh chị, nếu mà thấy nó hợp lý giá thì cứ mua nha. Chứ giờ cũng không biết giá thị trường của cái cây này là bao nhiêu. Mà hồi xưa mua trà tím nó nổi lên thì giá nó rất là đắt. Thì em sẽ cho mọi người xem cái mặt hoa tham khảo. Hoa thì cũng nở tại vườn rồi, nhưng mà thành ra là không có chụp nữa cả nhà. Rồi, đây là hoa. Đấy, trà tím yên lập nha. Cái đó ảnh này thì em lấy ở trên Facebook thôi. Hàng này thì nó cũng rất là thân thủ nha cả nhà. Đấy, cái bông của nó màu tím. Đấy, những cái giò rất là sai hoa và đẹp. Cái giống này thì nó rất là khỏe cả nhà. Đấy, mặt hoa của trà tím yên lập là nó như vậy. Thì bây giờ em sẽ đi vào em quay nhanh luôn. Đầu tiên là cái cây số 1 này, em bán với giá là 170.000. Đó, cây năm 2. Rồi cái cây số 2 thì là 180.000, cũng là cây năm 2, rất là to mập nha. Cái đây thì em sẽ tách chậu gửi cho cả nhà mình. Số 3 là 180.000. Và dòng này hồi xưa nổi tiếng thì giá nó rất là cao, còn bây giờ thì có thể là em nghĩ là giá nó giảm đi nhiều á. Rồi chậu số 4 thì là 350. Dòng này thì là một cái dòng nó cũng có thể là nó đi ngọn 2 năm, dài cũng tầm là 20 cm nha cả nhà. Chưa kể cái thân này nè, thì giá là 350. Trong này thấy á, nhiều anh chị trồng một số nơi là thấy nó đi ngọn 2 năm á, nó rất là thân thủ. Còn ở đây em trồng thì chưa có cây nào đi hết, người ta hay gọi là nối ngọn. Rồi trồng số 6 thì em, số 5 thì em bán với giá là 600.000. Ở đây là nó đưa được hai phần, thì các anh chị có thể là chơi một cái giò to luôn. Thì và là hai cái cây năm thứ hai, và mỗi cây thì nó đều lên cho chúng ta là hai cái chồi gốc. Đây, lá rất là dày, phần tại Lâm Đồng nữa lá nó cực kỳ là dày nha cả nhà. Đấy, là được 4 chồi gốc, 2 thân tơ.
cho cái giò số 5 này giá là 600, giò số 6 thì em bán với giá là 550.000 đó. Thì nó được cũng là hai phần hai góc, cũng là kỳ năm thứ hai hết, thì nó chỉ được là hai chồi góc thôi, nhưng mà chồi này nó lớn. Rồi số 7 thì em bán với giá là 350.000. Số 7 thì cái này thì dễ siêu tầm này, nó ngang ngửa với lại số 4 nha. Đó là 350. Rồi số 8 thì em bán với giá là 500.000. Thì cây này là cây nó nối ngọn đây cả nhà. Ở miền Bắc thì hình như gọi là nối ngọn á, thì em gọi theo miền Bắc thôi. Còn trong em thì gọi là đi ngọn. Là cây nhánh này nó đi ngọn 2 năm nha cả nhà. Và nó tiếp tục là lên hai cái chồi gốc. Đó. Hồi nãy em phân em cũng tưởng cây này nó đã thắt ngọn rồi cả nhà. Nhưng mà giờ em quay thì em mới biết là nó vẫn đi ngọn đây. Vì cái dòng này chủ yếu là trồng siêu tầm thôi, trà tím yên lập. Đấy, lúc kia trồng thì có đánh dấu với lại thân lá nó rất là chuẩn rồi. Hàng nó cũng rẻ tiền nữa, rồi là không quá cao. Đấy, số 8 là 500.000. Và trà tím yên lập này hình như là một cái giống của hàng Phú Thọ ở cả nhà. Em không nhớ chắc chắn nha, vì dòng ngoài Bắc thì nhiều lúc em cũng không có rành. Như một số ám mắt đỏ hoặc là lưng xanh rồi cái gì đó thì rất là nhiều mặt hoa được đặt tên. Còn trong em thì hoa rất là ít đặt tên nha cả nhà. Đấy, ngoài đó mà hoa nào đặc sắc tí là được đặt tên liền luôn. Và bây giờ em sẽ qua những cái giò thác bay với lại mấy cái ngọn ma bó em lấy ở trong dân này cả nhà. Thì ông dân này thì ông cũng kẹt tiền lắm, mà em thấy được cái giá nó cũng rẻ nên là em sắp về. Thì ở đây những cái chậu này thì bữa trước, hôm qua là em đã có đăng bán, thì khách cũng mua rất là nhanh và nhiều, vì được cái là giá rẻ và chậu nó cũng to. Thì hôm nay em xách thêm được vài chậu nữa, nhưng mà hôm nay nó không có hoa. Ở đây thì toàn bộ là những cái chậu mà hoa nó đã tàn rồi, có nghĩa là dân người ta họ sổ rồi đó cả nhà. Dân thì em nói luôn là họ rất là khôn, họ đều biết những cái mặt hoa. Và hoa ví dụ nở mà nó hơi đẹp một tí thì họ hô cái giá nó cũng cao ngất ngưỡng luôn. Đó, thì ở đây thân lá một số cây nó rất là đẹp. Thì em sẽ vào em quay chi tiết nha. Ở đây là mấy cái móc này em xách đây là em phải bẻ xuống này để treo mà vận chuyển đi. Đấy, chậu số 9 là một cái chậu thác bay này cả nhà. Tuy nhiên là em nói luôn là dân nó cũng sổ hoa luôn rồi. Hoa thì em nghĩ là sẽ được thôi. Thì cái hàng này hồi năm ngoái vào, cái ông này là ở trên chỗ gần chỗ ngã ba mặt trời, ở trên chỗ quốc lộ 20 á. Năm ngoái vào thì không có chịu bán, ông cũng liên hệ qua em mấy lần. Thì bây giờ ông cũng kẹt tiền quá. Thì đây, hồi xưa mấy cái giò như này toàn là thân vàng, thân xanh này, không chịu bán, bây giờ bán giá rẻ. Đấy, thì số 9 em bán với giá là 300.000 nha cả nhà. Thì nó được cũng được ở đây một cây này, rồi một cái dề này, rồi một cái cây ở đây nữa này. Rồi cái phong cách của dân trồng thì cả nhà nhìn vào là cả nhà sẽ biết thôi. Số 9, cái này thì chắc em phải nhổ chậu em gửi cho cả nhà mình. Về có gì chúng ta về siêu tầm lại, sổ lại cái mặt hoa giúp em nha. Còn không thì em sẽ để đây em nuôi, rồi năm sau có hoa thì em bán. Rồi số 10 cây này đẹp lắm. Dòng cũng thân thụ lá xếp lên đồ đẹp, ok. Đấy, cái này thì đóng luôn cả chậu, nhưng mà hoa thì mấy ông dân tộc ông cũng sổ luôn rồi cả nhà ơi. Thì những cái hoa này thường là sổ lúc vào tầm là tháng 3, tháng 4 rồi. Đấy, thì số 10 thì em bán với giá là 300.000. Mọi người nhìn là mấy con kiến hồi xưa về từ rừng về nó cũng rất là đẹp như thế này. Rồi số 11 thì là 350 nha cả nhà. Đây là cái giá thể. Cây này thì nó khá là nụ và có đốt hoa luôn rồi. Nếu mà chúng ta không chơi được hoa thì chơi thân lá nó cũng gọi là xứng đáng với là cái tầm tiền nha. Đây cũng là một cái con thác bay. Đấy, 11 là 350 luôn. Thân nó khá là xanh.
mà cái hàng thắt bay mà thân xanh như thế này là người ta họ rất là quý cả nhà. Lúc mỗi lần vào làng mà mua nó mấy ổng chỉ qua kìa, con kia thân xanh kìa, hô giá đồ cao lắm. Hồi lô số 12 thì giá là 400.000 cũng là con thắt bay luôn. Hồi đó dân nó lấy là cái thằng già từ rừng về nó vàng ươm này. Đấy, mấy con này là họ rất là nhiều người họ tâm huyết để sổ ra được một cái mặt bông 5 cánh trắng. Nhưng mà thành ra thì bây giờ bán thế này thì chẳng là không phải rồi. Thì nó cũng có đốt hoa và sổ rồi nha. Thì cái giò 12 này em bán với giá là 400.000. Đó, còn dân họ trồng mấy cái dớn dớn này không biết lấy từ đâu ra. Giữ ẩm cũng rất là ok và nó cũng rất là sạch sẽ nha cả nhà. Nhưng mà để lâu thì gần như là nó cũng sẽ mọc những cái nấm này, nên là về chúng ta cứ thay đi. Đấy. Mà cái này đặc biệt là dân họ cứ truyền nhau những cái này, họ bỏ vào trong chậu rất là nhiều. Như cái lô mã bó bữa lấy bên chuồng bò nó cũng có trồng giá thể y như vậy. Lô 14 này, con này thì em nghĩ chắc không phải là hàng thắt tay đâu, có thể là hàng bên Ninh Thuận hoặc ở đâu đấy. Thì nó cả một cái dề mà họ ghép vào trong một cái khúc gỗ như thế này. Đấy, nó được ba cái chồi gốc và tất nhiên là cũng đã từng nở hoa rồi nha cả nhà. Em xách lên cho cả nhà mình cùng xem này. Đấy, thì cả cái giò này em bán với giá là 400.000. 400.000. Đấy, về nếu mà chơi hoa không được thì có gì chúng ta chơi thân lá nó cũng rất là ok. Và cái con này đặc biệt cái tạc lá của nó thấy cũng là lạ. Kiểu lá tre rất là dài. Rồi ở đây em qua lô số 14 thì em bán với giá là 200.000. Nó là con kiến thân tím à. Cũng sổ luôn. À chưa sổ nhưng mà trên đây thì nó bị gãy như thế này. Đây em sẽ soi kỹ cái phần ở đây. Đốt đây thì em nghĩ là chưa ra hoa. Còn trên đây thì nó bị gãy nha. Đấy, thì cũng quay rõ luôn cho cả nhà chứ không phải là em sổ hoa xấu rồi em đang bán, cũng là ở trong dân lấy ra thôi. 14 thì giá là 200.000. Rồi tâm huyết nhất là hai cái giò đây thì em vẫn là kết nhất, nó chỉ là cái kỳ thôi nhưng mà em thấy rất là tuyệt vời. Giò đây thì dân nó không bán đâu nhưng mà mình lấy mấy cái kia thì ép bán. Rồi thì ở đây cái tạc lá đây cả nhà. Mấy con này thì nó nói là ma bó đấy. Thì thân lá nó cũng rất là chuẩn ok. Đấy, thì ở đây 15, ở đây toàn bộ là mấy cái cây năm thứ tư cả nhà, năm thứ tư. Có nghĩa là lấy từ rừng về tầm cả 3 4 năm trước á. Xong đặt vào chậu xong nó cứ lên lên như vậy. Bữa nay lên cái tạc lá cực kỳ là đẹp như thế này luôn. Thì 15 này em bán với giá là 350 này. 16 thì là 400 này, 17 là 300 này. Thôi, dòng lá này em cũng rất là kết, lá tròn tròn xếp đều. Và ở đây thì em quay cái thân cho cả nhà mình xem là chưa có cái thân nào sổ đâu. Ở đây thì có một cái thân này, em sẽ quay kỹ là cho cả nhà, thì thành ra là nó đã sổ rồi, giờ em mới thấy nha. Đó là thuộc cái thân già của năm đầu tiên mà nó lại có đốt hoa rồi, trong khi những cái năm khác thì nó chưa có. Đó, bây giờ thì em mới phát hiện ra chứ lúc em lấy thì em chỉ nhìn mấy cái thân này thôi, bây giờ em soi kỹ thì em mới thấy. Chứ em mà lấy cái thân già em biết hoa, em lấy cái thân già này đi thì chắc đâu có ai biết đâu, thì nó thành một cái cây năm thứ ba. Đấy, thì ở đây nó thẳng luôn là cái thân già của 3 năm về trước là nó đã có đốt rồi nha cả nhà. Thì những cái này có thể là nó chung một giống luôn. Thì mọi người nhìn cái bộ gốc của nó đây. À, thân chồi gốc năm nay này. Rồi cái thân này là thân tơ năm vừa rồi. Ở đây một chồi lỡ. Ở đây giống chồi lỡ hơn là một cái thân lên nha. Đấy, còn cái đây là cái thân năm của năm thứ ba. Thì nó có đốt hoa rồi. Không biết thì có phải là kỳ từ rừng về nó có đốt không. Còn nhìn về cái mặt mà thân già thì em đoán là thân già này nó không có phải là thuần tại vườn lâu, vì cái sắc tố trên thân nó khác cũng như là cái độ teo tóp. Đấy.
Thì ở đây giá là như vậy nhá, các anh chị thích thì cứ lựa chọn nha. Cái tạc lá rất là đẹp, thân nhiều chấm tím. Nói luôn là đa số là hàng, những cây này là chắc chắn là đã từng sổ hoa rồi. Rồi bây giờ em qua lô số 18. 18 thì cả cái chậu này và trồng nó bị thối nha cả nhà. À, thì có trên đây được một cái cây nhỏ, nhưng mà con này thì nó chuẩn ma bó đấy. Lá này cả nhà xếp rất là đã đẹp luôn. Cái chồi gốc này nè thì nó bị thâm thối rồi nha cả nhà, vì cái giá thể này người ta họ để quá là lâu năm, rất là lâu năm, thành ra nó thâm lên cái chồi gốc như là chuyện rất là bình thường, về chúng ta phải thay ngay. Thì ở đây về anh chị ai tận dụng được thì cứ kỳ lên nha. Thì em bán rẻ luôn cả chậu này, giá là 100.000. Đấy, nó cũng là thuộc năm thứ ba rồi, năm thứ ba có nghĩa là 3 năm về trước, và đến giờ chưa sổ hoa lại. Phía bên đây thì em sẽ lên cho chúng ta một số cái mầm gọi là cả chồi gốc rồi cả kỳ đồ của Gia Lai giá rẻ. Hàng đây thì lúc trước là em có chia sẻ cho cả nhà mình là 25.000 một mầm, và đó nó rất là nhỏ và tím. Còn ở đây là mấy con to thì em lựa ra. Mấy con này thì chồng em bỏ lên xốp này cho nó lên chồi gốc, con nào lên chồi gốc rồi thì em xếp dưới đây em bán. Ở đây thì cứ 20, 21 nè, 22, 23, 24, 25. Đấy, thì mỗi lô đều là 150.000 thì nó được một cụm như thế này. Và là giá rẻ nha cả nhà. Và đây là lấy Gia Lai hình như là qua Tết. Một cái lô từ Gia Lai về qua Tết, nói chung là khuôn cũng có nhiều khuôn đầy. Hồi nhỏ thì nó rất là tím, nhưng mà lớn lên thì nó bay mất cái màu tím đi nhiều rồi. Thì 20 này em sẽ phân tích ra này. Đấy, ở đây thì cái thân này là em cắt kỳ nha, để em chia đều giống ra cho các cái lô còn lại, để mỗi người mà chốt một lô á thì cái giống nó sẽ hoàn toàn là khác nhau. Lô 20 thì em bán với giá là 150 đó. Đấy, cái đây thì nó như kiểu là chồi gốc. Đấy, ở đây thì là một cái kỳ năm thứ hai. Rồi 20, 21 cũng tương tự này cả nhà. Một nè. Đấy, cái đây này kỳ 52. Cái đây cũng kỳ 52 luôn. Và trên đây nó có nụ nè. Nụ này thì nó bị ra, nhưng mà nó bị đè á, nên là thành ra nó méo mất cái nụ. Nhưng mà em thấy nó cũng khá là bầu, rất là đẹp. Rồi 22 này thì 150.000 nha cả nhà. Đấy, một kỳ này. Một kỳ này này. Một kỳ này này, 150. 23 này cũng tương tự này, một này. Đó, đây là cái cây ở dưới đây này. 2 này. Rồi 3 này. Cái thân này rất là dài. Và trên đây thì nó có kỳ nữa. Rồi 24, 24 cũng này. Cũng như là một cái chồi gốc lên á, thân già xẻ ra nha cả nhà. 1 này. 2 này. 3 này. 24 này em để được cho cả nhà mình là 4 mầm luôn. Rồi 25 này. 1 này. 2 này. 3 này cả nhà. Con này thân của nó tím tím rất là nhiều. Kiểu chồng em bỏ đóng á, nên là thành ra cái lá này nó vừa thiếu nắng rồi vừa dư nắng. Xong rồi chỗ thì lướt rồi chỗ thì nó vàng. Về chúng ta chăm lại, cây tự nhiên rất là khỏe. Rồi 26 thì 200.000 cho hai cái mầm này. Thôi nó đều là cây năm thứ hai hết, nhưng mà những cái cây này thì nó lên lực. Đây cả nhà. Đấy, tính ra những cái lá rất là đẹp cho hai cây này 200.000. 27 thì là cả cái chậu này bữa em ghép vào, bữa nay ra rẻ rất là nhiều rồi. Và thân tím nhiều thì em bán là 250. Nó cũng là hàng Gia Lai luôn. Này, bộ rễ của nó khi bám vào này. Đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em nhé. Đấy, mọi người đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại ở trên tiêu đề giúp em. Nói chung phiên hôm nay thì em thấy là những cái mầm này cũng như những cái chậu đều là những mầm giá rẻ hết. Như chậu thắt bay thì em nói luôn là do hoa nó tàn thôi, chứ em bán theo mặt hoa thì thường giá nó sẽ cao. Giờ hoa tàn mình cũng không biết cái mặt hoa như thế nào. Đó, này là bán theo cái kiểu thân lá về các anh chị chơi. Còn bây giờ thì em xin phép chào toàn thể cả nhà mình nha. Em xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây.